Hello, hello. Xin chào, xin chào. Có ai ngắm hoa cùng em không? Xin chào. Ai đang xem live cho Tùng một comment để Tùng chào lại nha. Nắng nó không ổn định, lúc thì nắng, lúc thì có đám mây, thành ra là bây giờ là đám mây đang che mất rồi. Đám mây đang che. Thành ra là trong vườn không có nắng này. Mời cả nhà ngắm kỳ hoa dị thảo nha. Xin chào, có ai đang xem live không? Chào bác Hà Đài Hoa Lan nha. Ai đang xem live cho tôi một comment nha. Quá phê luôn. Môi trái tim. Chào bác Sơn Lê. Chào bác Nguyễn Phúc Anh. Thì vẫn đang chơi đây bác Nguyễn Phúc Anh. Vẫn đang chơi nè. Làm hoa chơi nè. Chào Đinh Nhân Vinh nha. Chào Lường Quỳnh. Vẫn đang chơi đây Nguyễn Phúc Anh. Vẫn đang cho nở hoa chơi nè. Chứ nếu không thì đã cắt kia bán rồi. Còn những cái con giống khác thì mình vẫn chia sẻ thôi cho anh em chứ. Thì ai tham rẻ ráng tham rẻ thì mua mua phải hàng giả thì ráng chịu, hàng fake ráng chịu thôi. Chào hội sinh trai nhá. Chào Nguyễn Tiến em. Đúng rồi, kỳ hoa. Chào Hữu Thắng Nguyễn nha. Đây là kỳ hoa dị thảo. Kỳ hoa dị thảo. Còn đây là Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương. Chào Hy Hoàng, chào bác Đặng Văn Quyền. Xin chào. Chơi là phải chia sẻ chứ, giữ mãi sao được, làm kinh tế mà. Đúng rồi. Tức là cái nào mình làm hoa chơi thì mình chơi. Mình vẫn làm hoa mà. Mình có cho ra hoa thì mới minh chứng được là cây cây chuẩn giống, đúng không anh em? Còn những kẻ mà cứ chỉ có bán rồi lấy cây mượn rồi hoa mượn luôn là những kẻ đó là những kẻ lừa đảo, đúng không? Còn mình bán là bán cây từ cây VIP cho tới cây bệt đó, thì là mình là chuẩn giống 100%. Chào Mạnh Đô nhé. Xin chào, chúc cả nhà buổi trưa chủ nhật thật thoải mái, thật mát mẻ nha. Nắng đấy, hết đám mây là nắng, là sáng chói chói tráng luôn này. Để Tùng lấy cái máy kia, Tùng đọc cái comment của cả nhà nha. Đang chuẩn bị Tùng live một chút xíu thì Tùng sẽ xuống live, để xuống đâu đó 12 giờ thì sẽ tặng quà cho cô dâu và chú rể nha anh em. 12 giờ sẽ xuống tặng quà cho cô dâu và chú rể. Rồi xong, không đưa cái bình xịt mũi lên đây rồi. Nắng quá nó cũng nghẹt mũi, chán gì đâu. Xin chào. Chào chị yêu Diệu Thùy nhé. Chào Phong Cảnh Ca. Cả nhà chia sẻ bài livestream của Tùng đi cho đông anh em vào xem. Đông anh em vào xem. Ngắm vườn, ngắm cây, ngắm cờ, ngắm cờ, ngắm mầm cờ. Cái cờ này thì bị cái đọt nó có vấn đề cho nên là Tùng rút đọt luôn nha anh em. Tùng rút đọt luôn. Cái này khả năng là đã cứu thành công rồi. Đã cứu thành công. Hy vọng là thành công. Và có niềm tin là sẽ thành công. Cái mầm, cái cây mẹ này là nó có một mầm, thành nó phi phê pha luôn, sướng luôn.
Xin chào, xin chào. Chào bé bự Khiêm Mai. Hello tình yêu. Chúc anh mọi điều tốt lành, luôn giữ gìn sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn. Kỳ Bảo Duy trên sân phê luôn, cực phê. Đây, nó lên bi. Long Khánh này, nó lên bi xong nó đẻ mầm gốc này anh em này. Mấy cái ở dưới thì cũng sẽ vậy thôi. Còn cái này là cái kỳ Long Khánh đầu ngọn, nó phát triển rất là tốt. Kỳ này thì mình chia sẻ rồi nhé, hôm trước chia sẻ cho hôm mà nó mới nhú á, thì chia sẻ trên live là 39 triệu toàn chín đây nha. Đó là mình đã chốt rồi và bây giờ nó đã được hơn 4 sen nha. Mầm rất là to luôn. Cái mầm mà to đúng như thân mẹ luôn. Là cái kỳ trên kỳ đầu ngọn nha anh em. Đây cái ngọn nó thắt đây này. Là cái kỳ đầu ngọn chứ không phải là nó thắt rồi nó đi tiếp nha. Rất là khỏe, quá là khỏe luôn. Đây. Cho bé bự ngắm hai cái kỳ ở trên thân. Phê luôn, quá đẹp luôn. Kỳ tự nhiên ấy. Bảo Duy, tự nhiên kỳ tự nhiên trên thân. Kỳ em đang sờ tay đây thì nó khoảng độ hơn 10 sen. Sờ vào nó phê lắm, sờ vào nó sướng. Nó mướt rượt. Sờ vào nó phê tê nổi hết da gà luôn á. Nổi hết da gà luôn á. À, đây có cái cây này là cây của anh Phú Cường. Người đẹp không tên, hoa nở đầu ngọn nha anh em. Người đẹp không tên. Vừa rồi thì hoa nở người đẹp không tên ở vườn nào cũng rất là đẹp. Hoa nở đầu ngọn này thì cái cánh rất là dài nha. Đầu ngọn có một cái bi. Có một cái mầm lỡ. Người đẹp Long Khánh miếng bánh thơm ngon. Người đẹp Long Khánh miếng bánh thơm ngon. Đây cái kỳ phê luôn này. Đây cái mầm gốc của cái cuống hoa đó cả nhà. Quá phê. Cái mầm này này, cái bên này đó khoảng độ nửa tháng nữa mới là phê. Mới là phê tê. Quá mạnh. Cho các anh em xem cây tán viên. Tán viên. Đây cũng tán viên đó. Cây Long Khánh này là thắt ngọn, chuẩn bị béo mập để đẻ. Đẻ để cứu chủ. Phê. Mập mập như chủ. Chào rượu ngô hạ thổ nha. Ok em. Đây là cái cây đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku. Ok, Đinh Văn Vinh nha. Chào anh Huy Lê, chào Quang Phạm nha. Đây, cây kinh Bắc này là cũng rút đọt rồi. Kinh Bắc. Kinh Bắc có một cái đặc điểm là nó có bị như này. Cây nào cũng vậy luôn nha anh em. Cây của Tùng cũng như cây của Khách. Nó vậy. Cây kinh Bắc này thì cũng bị vài lá. Vài lá và mình đã cắt mấy lá rồi. Hy vọng là em ấy sẽ khỏe. Sẽ khỏe để cứu chủ. Sẽ khỏe để cứu chủ. Xin chào, chào Lưu Hải Dương, Kinh Bắc, Lá Cháy, Nguyễn Quang Tuấn. Chào và cảm ơn bác Bùi Văn Thanh. Chào Hiếu Trần nha. Chào Thịnh Nguyễn. Chào bác Minh Trần. Chào em trai Vườn Lan Nguyễn Bảo Nam nha. Hôm qua thì Tùng, tối hôm qua live stream thì Tùng phát hiện là cái đọt Long Khánh của Tùng đây. Cái kỳ đẹp đẹp đấy nha. Cái kỳ đẹp đẹp đấy. Kỳ ế đấy. Nó cũng bị thối một cái đọt nha. Tối hôm qua là phát hiện. Tối hôm qua là phát hiện. Và mình đã cắt cái đoạn thối. Mùa này thì không nói trước được điều gì đâu anh em.
bây giờ đang nó tưng bừng như này, nhưng mà tối hay mai nó như thế nào thì chỉ có Chúa mới biết được thôi. Phê. Long Khánh kỳ 52. Long Khánh kỳ 52. Cái bầm gốc thì nó khoảng 6 sen, hơn 6 sen. Long Khánh kỳ 52. Long Khánh kỳ năm nhất mầm ú ú ú luôn. Không nha tím ruby ơi. Mình không chung cây với ai nha. Không chung cây với Lê Bảo Trân nha. Nha tím ruby. Cảm ơn bác đã quan tâm tới đời tư của tôi nha. Chào bác Đàm Điệp. Chào Nguyễn Tuấn Anh. Kinh bắc của anh Vũ 98K. Chốt ầm ầm, ok. Đúng là Nguyễn Quang Tuấn, phải chịu thôi. Đâu biết được điều gì đâu. Không biết trước được điều gì. Đấy, lỡ không may mà nó có thối thì thôi. Thối cây của Tùng cũng được. Đây là cứ phải soi liên tục đó. Đi live stream thì cũng rất là hay anh em. Mình soi cây á, mình soi cây. Đó, hết móc rồi. Hết móc. Hết móc rồi. Live stream thì cũng khá là hay. Mình cứ soi này tự nhiên mình lại thấy thối. Có nghĩa là mình phát hiện ra trước thì mình xử lý trước. Thì nó đỡ nha anh em. Còn cây cối mình cũng đâu có muốn cho nó thối. Mà nó thối thì phải chịu thôi. Kể cả cây của mình hoặc là cây của khách cũng vậy anh em ạ. Chào bác Tiên Phạm nha. Cảm ơn bác Tiên Phạm đã chia sẻ nha. Chào bác... Đúng rồi, nhục nhất của người chơi lan là mua sai cây. Ham rẻ thì sai cây. Nhưng mà nhiều kẻ thì nó lợi dụng vào cái niềm tin đấy. Mặc dù người ta không mua rẻ nhưng mà nó vẫn bán sai cây đấy. Thực ra mà nói là đúng, chính xác là như vậy luôn. Nhiều người ta đâu có tham rẻ đâu. Nhưng mà nó vẫn lợi dụng lòng tin để nó bán sai cây. Nhưng mà đa phần sai cây là do mọi người tham rẻ. Đa phần. Chỉ có một số ít á, thì bị lợi dụng cái lòng tốt, bị lợi dụng cái niềm tin. Đó, là nó bán sai cây cho người ta. Còn đa phần là anh em tham rẻ thì bị mua phải cây sai. Và đương nhiên là mất hết. Sai cây là mất hết. Khi nở hoa là mất hết. Đó là điều chắc chắn. Cần sai cây là mất hết thôi. Ráng chăm cây anh em ơi. Ráng chăm cây. Em vừa lan Ngọc Anh không biết có xem không. Chúc cả nhà buổi trưa chủ nhật vui vẻ nha. Đúng là nhiều khi đắt vẫn sai. Khang Bùi Tuấn. Chào bác Dương Hạnh nha. Cảm ơn bác đã chia sẻ nha. Đúng rồi Hiên Văn Phạm ơi. Đang có chiều hướng đi lên nhá. Và một số cây trong top bộ tứ trụ thì vừa rồi Tùng cũng đã chia sẻ, cho nên bây giờ không còn nhé. Ví dụ nếu còn thì do một số anh em chia lại cho Tùng rồi, Tùng có cái chia sẻ cho anh em thôi. Hôm nay thì anh em đang ở dưới để chuẩn bị làm tiệc các cả nhà. Anh em đang chuẩn bị làm tiệc ấy. Cho nên là rượu Ngô Hạ Thổ đây.
người chờ Tùng xíu, Tùng xử lý cái này, đặt nó xuống đây ta. Anh em thấy Long Khánh không? Cắt xuống đây chuẩn bị cắt ươm thì nó lại lên một cái kỳ đấy. Lên kỳ đấy mới có tiền chứ anh em. Anh em nào dám gọi là chốt lúa già không? Sau khi nó sẽ dài ra và nó ra rễ thì mình sẽ cắt tới ngang đây này. Có nghĩa là mình cắt dư thêm một mắt nữa. Dư thêm cái mắt ngay móng tay Tùng đây. Mình cắt dư thêm một mắt nữa để cho nó khỏe đó. Khi nó ra rễ rồi thì mình cắt ngang đây mình trồng. Là đảm bảo nó lên rất là phê luôn. Long Khánh cứ ra kia là có tiền anh em ạ, cứ ra kia là có tiền thôi. Vẫn đang nhân giống ở đây, vẫn đang nhân giống ở đây. Để Tùng tưới cho nó cái cho nó mát mẻ ra. Cái cây này mới trồng thì nha, để trong khu vực mát đấy là mình tưới liên tục nha anh em. Nó mất nước ấy, nó mất nước ấy, mình sẽ tưới liên tục, tưới liên tục, nhưng mà mình vẫn phải kiểm soát gió nha, thoáng gió có là nó bị thối mất. Chăm được cây lan đâu phải là dễ đâu anh em, nói chung là cũng trầy ra tróc vảy mới ra được cái kỳ mới bán cho anh em có giống. Mình vẫn tưới nhá, trưa nắng mình vẫn tưới nha anh em nhá, tưới đấy. Chăm được cây lan rất là khó khăn vất vả luôn, khó khăn vất vả luôn. Nó có cái chia sẻ cho anh em đó, vậy mà lên chia sẻ cho anh em thì có nhiều kẻ ganh tị thì nó lại bảo mình lùa gà, khổ ghê ấy. Công mình bỏ vốn ra rất là nhiều để mua con giống quý hiếm về mình chăm sóc, mình nhân giống thì để có cái chia sẻ con giống quý cho anh em, thì nó lại bảo mình lùa gà, thì không biết là cây, không biết là từ trên trời rớt xuống hay ở đâu. Đó. Đúng anh em, nhưng mà kệ nó, việc mình làm thì mình làm thôi, mình có niềm tin vào cái ngành nghề của mình thì mình cứ thế mình làm. Anh em tin thì làm, anh em nào không chơi thì bỏ, mà càng bỏ thì càng tốt. Bỏ lớp này thì lớp khác chơi. Đấy, bỏ lớp này lớp khác chơi. Chơi cái đẹp thì không bao giờ mà mất đi. Nó sẽ trường tồn. Cho nên là lớp người này mất niềm tin, bỏ. Thì lại có lớp người khác lên. Chơi, đầu tư. Đấy, cho nên là không có gì mà phải lo lắng, đúng không anh em? Không có gì mà phải lo. Đấy, cứ như vậy mà gió mát. Sướng lắm. Một chút nữa Tùng sẽ xuống thay đồ. Ok, bác bờ rào, bác inbox cho mình đi. Bác inbox cho mình, mình sẽ để cho bác cái kia đó. Chào Ninh Lâm Văn, bác Ninh Lâm Văn. Em, anh em đang hỏi lúa già Long Khánh kìa anh. À, giá bao nhiêu ký Long Khánh? Nếu anh em mà thích thì mình sẽ chốt cho anh em nè. Anh em thích thì mình sẽ chốt cho anh em cái kia này nha. Đâu rồi? Cái điện thoại nó bị vào nước cái camera. Sao cho nó rõ ta? Ồ, sao nó mờ thế nhỉ? Đây. Đây. Mình lại phải để lại, mình không dám cắt. Đó, thì sắp tới sau khi nó ra rễ mình sẽ cắt ngang đây này. Có nghĩa là để một cái mắt ở trên đầu ngọn lại này. Và cái kỳ nó đang ra này, cộng thêm một cái mắt này nữa này, là mình cắt tới đây. Đúng là mình cắt tới đây nha, mình sợi lợi. Thay vì người ta chỉ cần cắt ngang đây là đã trồng được rồi đúng không? Nó ra rễ cắt ngang đây trồng rồi, nhưng mà Tùng sẽ cắt ở đây. Cắt thêm một mắt nữa. Thế anh em nào thích thì thay vì là giá cao hơn, nhưng mà ở trên live thì Tùng vẫn chia sẻ cho anh em một cái... một cái Long Khánh cắt tới đây nhá. Cắt tới đây. Nhưng mà sau khi nó ra rễ khỏe rồi mình mới cắt nha.
nhé bác Trịnh Văn, bác rào bờ. À, mình cắt ngang đây thì mình sẽ chia sẻ cho anh em với giá trên line là rẻ hơn rất nhiều so với thực tế nhé. Mình chia sẻ là với giá là 39 triệu toàn chín nha. 39 triệu toàn chín. Xin chào gần 200 người đang xem live của Tùng. Cắt ngang đây. 39 triệu toàn chín cho anh em. Cây này thì cực kỳ khỏe rồi. Cây tự nhiên mà không có kích gì hết. Đó, mà bấy nhiêu đây là đang nuôi em nó nha. Mình sẽ không cắt cho đến khi nó ra rễ. Ngang đây. 39 triệu toàn chín nha. Sẽ cắt ngang đây để trồng nha. Cắt ngang đây để trồng. 39 triệu toàn 9 nha anh em nhé. 39 triệu toàn 9 kỳ Long Khánh này cho anh em giao lưu, giao gọi là giao lưu đi. Còn nếu ế thì mình lại để đó, mình chăm lên 10 sen 20 sen trở lên thì mình bán. Không sao hết. Anh em nào chốt thì anh em ta giao lưu. Chốt thì anh em ta giao lưu thôi. Không bao giờ có giá đó nha bác Hiên Phạm Văn. Bác Kim Phạm Văn mà nỡ lòng nào bác nói dậy thì có chán không chứ. Anh em vô xem ảnh anh Tùng lùa gà, xem chơi đam mê, nhớ để cái não ở nhà, còn vợ còn con đang chờ cơm. Ok Bùi Thanh Hồng nhá. Bùi Thanh Hồng cứ ở nhà mà ăn cơm với vợ đi. Nha nha Bùi Thanh Hồng. Đúng rồi anh Mạnh Hòa, anh Minh, cả khúc nuôi một kỳ thì lực lắm. Cái đó là lên tự nhiên anh. Cái đó lên tự nhiên. Và khi em phát hiện nó lên thì em tại vì em cắt để em tút lá, em cắt khúc ươm á, thì vô tình thì em lại thấy cái kỳ đó, cho nên em lại không cắt nữa. Em lại để lại này này. Em lại để lại, có hai cái giống y chang nhau. Đó, em để lại cho nó ra rễ, cho nó nuôi, cho nó khỏe cái đã. Bùi Thanh Hồng nha, vẫn là họ Bùi ta. Vậy là có khi nào có thằng nào mà cái thằng nào mà nó là cái họ Bùi thì nó mới đăng ký Facebook được đúng không anh em? Tức là một thằng mà làm nhiều nick nick ảo á. Thì nói chung là mình cũng không thèm chặn luôn. Và mình vẫn có thể đoán là một thằng họ Bùi nó làm cái nick ảo để nó cà khịa ở đây. Mình cũng không cần phải nhiều lời để chửi, tại vì mình không thiếu gì lời, nhưng mà lời hay ý đẹp thì mình dành cho anh em, dành cho những người cùng chung chí hướng. Mình bỏ vốn là mình mua, mình chăm sóc nuôi trồng cả năm mới già đây, mình mới cắt khúc ươm kỳ mấy tháng trời mới lên được một kỳ, rồi mình đăng đây mình bán thì thuận mua vừa bán, anh em thích thì mua, không thích thì thôi, mà nó bảo mình lùa. Rồi mình mua vật tư, rồi mua con giống về mình làm những chậu tác phẩm như này, là một cái phôi của hoa, cho tác phẩm hoa tương lai để bán cho những người tiêu dùng đam mê thích hoa lan. Thì nó cũng bảo mình lùa cái thằng cha mày hả Bùi Thanh Hồng. Lâu lâu chửi nó cái, cho dù nó là nick ảo nhưng mà nó cũng là con người đúng không anh em, nó cũng có mắt mũi tay chân, nó ăn học ra để nó nói toàn những câu mà có thằng Thanh Tùng. Bùi Thanh Hồng. Ok anh Dương Ngọc Hà, anh ruột của em, một bọn toàn nick ảo. Nói chung là kể cả nick ảo hay nick thật, đối với anh người ta comment những cái đó cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, không làm tới cái công việc chăm lan, yêu lan và chia sẻ cái lan của anh. Chắc chắn một điều là bọn đó là những bọn mà chơi lan và thua tha, hoặc là những bọn mà ganh tị với anh ấy, thấy anh bán được á, hàng ngày anh vẫn bán được hàng chục hàng trăm triệu đồng đức truyền ạ, cho nên nó ganh tị á. Nhưng mà thì nó ok, cứ cho nó ngồi nó ganh tị, còn anh thì anh vẫn cứ làm, anh vẫn dành thời gian, dành công sức, dành tiền bạc để anh đầu tư, anh làm và anh kiếm tiền một cách chính đáng. Còn nó thì cứ ngồi nó cào phím như vậy, kệ cha nó, đúng khuê Nghệ An. Chào bác Công Cẩn nha.
Đó, đàm điệp hiểu ý rồi đó. Đàm điệp hiểu ý rồi. Chào bác Nguyễn Tuệ SV nhá. Thấy đang ấm dần lên lên cay đúng rồi. Tại thấy bây giờ đó như anh bán cho Mạnh Đô một cái kỳ đó. Cái kỳ Long Khánh 79 triệu 7979 đó. Cho nên là hắn không có Long Khánh để bán cho nên là hắn cay. Ok bác Đào Duy Hào, cảm ơn bác. Đúng rồi, chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi. Đúng rồi, Hồng Nông Thôn mới. Kỳ đấy lực lắm đấy bạn ơi, vì cả khúc ok bác Vườn Lan Chính Nghĩa nhé. Có phúc làm quan, có gan làm giàu, chơi thì phải chấp nhận. Ok Nguyễn Phương Quân, đã thế lại giá yêu thương cho nên nó cay. Đúng rồi, Phong Cảnh Ca. Chào anh Tuấn Tam Đảo ạ. Họ bỏ ra cả 100 tỷ đầu tư lan thì họ lừa đảo làm gì? Thích thì xem, không thích thì đừng đến xáo nhau. Ok bác Hoàng Hùng, quá tuyệt vời. Tới cái nick cũng giả thì làm gì có cây lan nào thật. À, hay, câu này hay này, chí ngoan này. À, tại sao mình đang nói với cái điệu bộ rất là mềm mại? Tại vì mình đang nghẹt mũi đây anh em, mà quên không đem cái bình xịt lên đây. Em ơi, có ai vào chỗ bác Hai lấy cho anh cái bình xịt màu hồng lên vườn giùm anh với. Tới cái nick mà còn ảo thì làm gì có cây lan thật, làm gì có tiền thật. Lan đang lên lấy rồi ba ơi. Ok ok. Tới cái nick mà còn ảo thì làm gì có gì thật đúng không anh em? Còn đây là người thật, việc thật. Cái vườn thật, cây lan thật. Đúng không anh em? Nở hoa thật, ví dụ tôi bán Phan Trí. Tôi bán Phan Trí là nhà tôi có Phan Trí nở này. Đấy. 42 đầu. 42 củ nha anh em. Rất tròn, rất đẹp. Tại vì Vũ Giang mấy hôm nay mình bán được cây á. Anh em bây giờ là ấm dần lên, anh mình bán được cây bắt đầu nó canh tị thôi. Thậm chí là mấy thằng vẫn đang chơi lan luôn, nó canh tị đấy. Sướng Bùi, Sướng Bùi 39 toàn 9 đại ca. Đấy, và cứ coi như là bán được thì bán, không bán được thì ế nha, Sướng Bùi ơi. Sướng Bùi ơi, bán hay không bán được thì ế. Cái kỳ này bữa trước cũng bán 39 toàn 9, cái lúc đó hơn 1 sen này. À, lúc đấy bằng bằng cái kỳ vừa rồi luôn. Cái này này, lúc ba bán 39 toàn 9, ế bắt đầu giờ tùng trăm được bấy nhiêu đây này. Đó, hôm rồi Sướng Bùi xuống đây có thấy này. Rồi anh em hay xem này. Rồi Sướng Bùi còn nhớ cái này mà, nhớ cái này mà bảo là 39 toàn 9 Sướng Bùi. Mà vừa rồi lại chia sẻ cho Mạnh Đô là 79 toàn 79 này. 79. Kiếm Phan Trí chứ không phải kiếm lùn Phan Trí nha, kiếm Phan Trí. Đúng rồi Khánh Trần. Nào mà cái nào mà mình có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu anh em ạ. Không cần phải quá sức làm gì. Không cần phải quá sức làm gì. Trời ơi cái kỳ Long Khánh này anh em. Thân nó to, nó mập dã man luôn. Cứ khoe cây này, khoe cây này anh em thích thì anh em thì chốt thôi, chứ mình cũng chẳng ép được ai mua. À chia sẻ ngay tối hôm đó luôn là Sướng Bùi. Ngờ Tôm sau kỳ này có những comment nó không hay nhỉ. Bữa trước thì Ngờ Tôm nói có những cái hay mà Ngờ Tôm hay là cho Ngờ Tôm ra đảo đi ta. Chắc là cho Ngờ Tôm ra đảo quá. Ngờ Tôm một cần một cái comment mà không ổn nữa là cho Ngờ Tôm ra đảo luôn nha. Tùng Hói nói là làm nha. Ok Nguyễn Sơn. Ok Nguyễn Sơn nha. Tình yêu của bạn thì bây giờ là tình yêu của bạn bây giờ là nhất vườn. Nguyễn Sơn này. Tình yêu của bạn bây giờ là nhất vườn. Mười mấy sen mà cái mầm thân mầm nó gần bằng khúc ươm này. Khiếp hồn. Cầu xin thần cây thần kỳ thương cây này đi khỏe. Đẻ nhiều.
Ok Bắc Văn Đại Nguyên. Chào bác Phạm Tùng Châu. Chào bác Long Hải. Ok Phong Khánh Ca. Đấy, mình cho anh em xem cây một tí. Mình cho anh em xem cây một tí, sau đó là đây mình ươm thì nó lại bật lên cái mầm gốc. Đấy. Mình ươm thì nó lại bật lên cái mầm gốc. Cho anh Trịnh Văn Hùng xem tình yêu của mình. Mầm gần bằng cây mẹ rồi. Ôi giời, cái cây Long Khánh của anh Đại Phong Nguyên nó phê tê gì đâu luôn. Đó, mình đi mình soi soi này, mình lại soi soi. Ôi giời, cái cây này nhanh quá. Cây này của Hùng Nguyễn Nguyên này. Hùng Nguyễn Nguyên phê nhanh thật sự. Đúng là kỳ năm 2 nó nhanh lắm anh em. Kỳ năm 2 phải nó phát triển quá nhanh luôn, giống y như cây vườn Lan Hương Hương. Giống như tất cả kỳ năm 2 mà nó phát triển y như cây vườn Lan Hương Hương. Bây giờ mình chỉ còn một cái kỳ năm 2 này thôi. Chỉ còn một cái kỳ năm 2 này thôi. Kỳ năm 2 Long Khánh nha, Long Khánh. Long Khánh kỳ năm 2. Đây mình còn có một cái kỳ bé kỳ hoa này anh em này. Một kỳ bé kỳ hoa đang ra mầm gốc đây. Một kỳ bé kỳ hoa này là 79 triệu 79 79 79. Kỳ hoa 7 triệu 79 79 79. Chào bác Huy Bùi nha. Nguyễn Sơn, chỗ anh có kỳ Bảo Duy nào chia sẻ giá sao ạ? Nói chung là Bảo Duy thì còn đâu đó khoảng gần chục kỳ. Có kỳ Bảo Duy này là bé nhất vườn này. Kỳ Bảo Duy này bé nhất vườn này. Bé nhất vườn nha, kỳ Bảo Duy kỳ ươm. Bé nhất vườn. À, kỳ Bảo Duy kỳ ươm bé nhất vườn, khoảng hơn 2 sen. Nếu mà chia sẻ giao lưu nhá, không bán giá thị trường, bán giá giao lưu trên live, chia sẻ cho cả nhà với giá là 2,9 triệu nhá, giao lưu nhà Nguyễn Sơn nhá. Bảo Duy đây, Bảo Duy bé nhất vườn, kỳ ươm tự nhiên, đang búng rễ ra rất là khỏe, ngọn đi đẹp, có nhỏ mới có to. Chia sẻ giá rẻ trên live 2,9 triệu nha Nguyễn Sơn ơi. Ok bác Nguyễn Phương Quân. Chốt ông Nguyễn Sơn ơi. Chia sẻ trên live giá yêu 2,9 triệu kỳ Bảo Duy nha. Gọi là không tính giá thị trường nha. Anh em mua trên live thì bao giờ được cũng được Tùng chia sẻ giá tốt mà. Anh em mua trên live bao giờ cũng được chia sẻ, Tùng chia sẻ giá tốt. Cây của vườn Lan Hương Hương là 80 mấy sen. 80 mấy sen đó là cũng là kỳ năm 2 đấy anh em. Kỳ năm 2 nó ra được cái mầm gốc bắt đầu nó phi giá man luôn. To đùng. Đấy, lời là nằm ở chỗ đó đấy. À cha cha, lại phát hiện đúng là thần cây thương rồi, lại phát hiện có một kỳ trên thân nè. Lại phát hiện có một kỳ trên thân và bật một cái mầm gốc nè. Cảm ơn thần cây thần kỳ. Cứ bung là có tiền, cứ thêm một kỳ lại là có tiền anh em ạ. Đấy. Anh em nào thích thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kỳ lúa non này này. Một kỳ lúa non này này. Đó, anh em thích thì mình sẽ chia sẻ cái lúa non này, chụp màn hình đi. Chụp màn hình đi, mình sẽ chia sẻ cái lúa non này cho anh em này.
bao giờ rễ khỏe thì mình sẽ cắt tới đây. Ừ. Cắt tới đây nhé. Bao giờ rễ thật là khỏe luôn, cây khỏe rễ khỏe tới đây, mình cắt tới đây mình trồng. Chào bác Trần Bá Bắc nha. Ok bác Nguyễn Phương Quân, cảm ơn bác Trần Bá Bắc. Chào Vũ Mai Hương. Không có lầm sung bác Cảnh Nguyễn ơi, không có lầm sung nha, chỉ có kỳ hoa thôi Tùng, chỉ có kỳ hoa thôi Tùng, không có lâm sung. Tùng sung thì có nha, Tùng sung thì có chứ Tùng không có lâm sung nha anh em. Tùng sung thì có chứ Tùng không có lâm sung nha. Đây kỳ hoa đây, sao cho nó rõ được ta, kỳ hoa đây nha mời, kỳ hoa, kỳ hoa, kỳ hoa nha. Anh em nào thích kỳ hoa thì inbox cho mình nha. Có khi là mình xin phép được xuống live để mình chuẩn bị thay đồ, để chuẩn bị tặng quà cho cô dâu và chú rể nha. Có những Nguyễn Phương Quân ơi, bây giờ inbox cho mình đi nhá. Inbox cho mình nha. Anh em thích gì thì inbox cho mình xin phép được xuống live, mình thay đồ rồi tí mình là lên lại nhá. Tí nữa tặng quà thì mình sẽ lên live stream lại, xong lên vườn lại với anh em nhá. Bye bye anh em.